Tàn rốt, đây là tàn rốt được sáng tạo do một nhà điêu khắc La Mã cổ. Và tàn rốt là tàn của Samset và cũng là vua của những tàn trên núi Olympus này. Có một tin nữa nói rằng thì người nào mà đã đến Hermitage thì phải gặp nhau với tàn rốt và thì sau đó bắt buộc sẽ quay lại viện bảo tàng Hermitage nữa. Tuổi đời của bức tượng này bao nhiêu lâu? Gần 2.000 năm. Thế kỷ 1 sau Công nguyên.